bao giờ anh nghĩ mình là tinh tú nơi chân trời, giữa ngân hà xa xôi chỉ có tay ngắm chân tay chân tay. Có bao giờ anh nghĩ mình là cơn gió cuối năm se lạnh, khiến bao người tiếc nuối vì vui vẻ đến rồi lại quá nhanh. Như là mong, như là trông, như lời thơ hay chỉ như một giấc mơ ngọt ngào kia khiến ta bồi hồi nhung nhớ. Đôi bàn tay mắt lại cay như là mây mà ai kia đâu có hay. Từ hôm nay mà sao chẳng thể nhìn thấy, và nếu tương lai ta đi cùng nhau, anh có chắc anh hiểu được em không? Những gì em giấu trong lòng đến bản thân cũng chẳng rõ. Rồi những tổn thương thay nhau ùa tới, mạnh mẽ kéo ta mỗi người một nơi, chẳng cùng đi hết cuộc đời. Người ơi, vậy nếu mai sau ta không còn